Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi Elo trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 thì em tiếp tục cân ảnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Puller, model của nó là DVS747A. Thì chiếc đầu này nó có chức năng là đọc đĩa DVD, đọc đĩa Super Audio là dòng đĩa cao cấp, đọc đĩa VCD và đọc đĩa CD không kén các bác nhé. Lòng xanh, lòng trắng, lòng vàng, DCD thì đĩa chép nó đọc được hết, trừ đĩa chợ thì không vào thôi. Và chiếc đồ này nó được sản xuất năm 2001, nó có giá xưởng rất là cao, 99.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 20 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại, nó không hề rẻ chút nào. Các bác có thể nghe nhạc và các bác có thể xem phim sử dụng hệ thống loa là 5.1 nữa nhé. Đấy. Nó sở hữu cái xe ngang của nó là 42 cm, là size đặc trưng của Puller. Chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó là 28 cm, và nó nặng là 4,5 kg. Mặt nhôm phay màu vàng chanh, nhìn rất đẹp và sang. Toàn bộ cái mặt này là mặt úp cái mấy mica này, nhìn rất đẹp. Và đây nó có cái đèn báo này, nếu buổi tối nhìn rất là đẹp nhé. DVD audio xin video này. Đấy. Cái chiếc đầu này thì về là không có khiển kèm theo nhé, nhưng chúng ta sử dụng các tính năng cơ bản ở phía trước này. Đấy, bên em thì đã tay dịch qua và test chạy hoàn hảo rồi. Đấy, bác chỉ việc về sử dụng thôi. Và tới đây thì em xin quay cái phần ngoại hình cũng rất bên trong để bác được chiêm ngưỡng. Thì phần mặt tiền của em này rất là đẹp nhé. Chỉ có một chút xíu cấn nhẹ nhé, rất là nhẹ thôi, còn lại rất là đẹp. Đồng hồ quát tiền tị sáng rõ. Ở đây nó có báo đèn rất đẹp này. Ngồi đây rất đẹp này. Ngồi bên này. Đây còn nguyên tem của nó này. Xin của nó đây. Tiền rất đẹp. Chỉ có một chút xíu để hơi cấn nhẹ một chút này. Phần nắp lưng thì cũng đẹp. Thì cái phía sau này nó hơi ố, chắc là người chủ trước người ta dùng cái thiết bị lên trên này, nhưng mà cái chỗ này để không phủ nên là nó hơi ố nhẹ đó này. Đấy, nhưng mà em để nguyên cái zin của nó nhé, zin của nó rất là đẹp bền. Đấy, không hiểu gì cả. Đấy, phía sau đây model của nó là DVS747A, được sản xuất tại Malaysia, điện 100V, công suất 14W, và sơ đi máy của nó đây, sơ đi máy của nó AZMP001855JP, sản xuất tháng 10 năm 2001. Đó. Chân rắc đều được mạ vàng hết. Đây cho phần kết nối hệ thống loa là 5.1, còn đây hệ thống hai kênh là gồm hai đường ra, và đây đường hình hai đường ra. Đấy. Chân rắc mạ vàng, và đây nó cả lắp chụp chưa này. Còn rất là mới này. Đấy. Đây là đường xuất âm qua đường cô xoan dạ vàng, mà đây là qua đường cổng quang màu đỏ động bình thường nhé. Và sau đây em quay phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong của em, nó thì còn rất là mới rồi, máy móc thì riêng nguyên bản, toàn tụ chất lượng thôi, tụ Ela chất lượng nguồn đây. Và đây là phần đáy phía dưới, bên nhà ta đang làm hơi ổn một tí. Ngoài lớp thép dưới này, đây ốp thêm một cái tấm thép ở dưới nữa, giúp tôi vững chắc luôn. Rất là mới ạ. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 3,5 triệu, em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và bên em thì tặng kèm một cái dây AV đây, dây AV này là Nhật bãi nhé, còn rất là mới nhé. Đầu rắc đều mạo vàng để các bác kết nối với tivi.
Đó, dài 1,8 m nhé. Bao nhiêu? Và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng mỡ tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy thứ mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa nếu không may sản phẩm bị lỗi mà không thợ sửa, tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Đó. Trước tiên thì em xin test cái đĩa DVD trước, và sau đây em test đĩa VCD rồi đĩa LCD rồi đĩa CD. Đấy, các bác xem mua thì nhớ xem kỹ video giúp em nhé. Đấy. Đấy, DVD em mà kết nối với TV ở phía sau. Tốt ạ, hình ảnh đẹp. Ngày đó cứ ngỡ với nhau ta muốn đời chung bước về.
tình mới đã qua đắm say, thoáng đã nghe những ê chề. Người hỡi có nhớ tới anh với những đêm xưa ta say ân tình. Người mãi vẫn sống giữa anh, trong tim này em vẫn đầy đủ hôn đam mê ngất ngây, vẫn mãi dâng những hương nồng. Người hỡi có biết khúc ca đã in cho anh ấm áp đôi lòng. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Giờ này người đang phiêu du nơi nào hỡi em? Ở nơi phương đó có thoáng phút giây thương nhớ những ân tình. Hỡi ơi người nhớ trăm người, hỡi ơi người. Mong ước sẽ có sớm nào chân giang hồ quanh bước về, tình cũ sẽ chết mất say với những đêm ngắt hương nồng. Bài hát thăm thiết lúc xưa sẽ mãi say sưa không phai tàn. Mong ước vẫn mãi qua xa chân giang hồ chưa thấy ngừng, tiếng hát cứ mãi thiết tha cơ sao ai vẫn vô tình. Để tiếng hát bóng xót xa nước mắt rơi rơi, rơi rơi trong chiều. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Hỡi ơi người, đến đây người, hỡi ơi người, đến đây người. Giờ này người đang phiêu du nơi nào hỡi em? Ở nơi phương đó có thoáng phút giây thương nhớ những ân tình. Hỡi ơi người nhớ trăm người, hỡi ơi người. Rồi phần đọc đĩa CD DVD rất là tốt các nhá. Đây này, đây hiện báo đĩa DVD ở đây này. Đấy, rồi em test cái chức năng đĩa VCD. Nói chung là bên em đã phải test chạy kỹ càng rồi, còn test trên đây thì để các bác biết là cái sản phẩm bên em bán ra nó hoạt động thôi. Đấy, đĩa VCD đây. Đấy. Nó sẽ hiện chữ VCD này, như này. Cho lịch qua đi. Đĩa VCD đọc tốt nhá. Em test cái chức năng đọc đĩa LCD. Rồi em test cả đĩa CD luôn. Đây, đây là đĩa LCD, nó biểu hiện LCD này ạ. Nó hiện chữ LCD này. Thank you.
Rồi, đi ra CD nữa là đi ngoại. Nên là bướng bẩn quyền em test một beat thôi nhé. Em test đi CD. Đĩa chép follow nhé. Đầu bên em bán ra nó phải đầu tốt từ đĩa follow trừ đĩa chợ thôi thôi nhé. Đấy, hiện CD. Đó, hiện CD đây. Tâm hồn hết
không còn nhớ, không còn thương bao người xưa quên thề cũ. Không còn nhớ, không còn thương mối tình xưa qua bẽ bàng. Một mình một bóng, đời mình một bóng, chơi với anh lạc loài bóng ai còn đi. Rồi ngày nào đó, một ngày rồi ngày nào đó, không ai kêu ta, có ai gặp ta. Ta đi bơ vơ bên gành đá, trên sườn non, trên ngựa hoang bước mơ hồ. Ta đi dòng chơi bên bờ suối, theo bầy nai đi tìm quên cơn mê này. Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian, quên nhân tình đã quên mình. Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm la vàng úa. Không còn nhớ, không còn thương, ta nằm im chết bên đường. Rồi, em xin phép được dừng video test tại đây. Thì trước độ này mắt đọc rất là tốt, đọc tốt đĩa DVD này, đĩa VCD này, đĩa SICD này và đĩa CD. Và giá thì bên em bán với mức giá là 3,5 triệu, em bao phí ship toàn quốc cho con nào chuyển đủ tiền. Con nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại em là 0907 23269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.